Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn in cái mã văn đơn của bên giao hàng nhanh bằng cái máy in nhiệt Bluetooth này của bên mình nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về cái máy in này cho các bạn biết nha. Thì đây là cái máy in nhiệt Bluetooth in bằng điện thoại hoặc là máy tính đều được nha các bạn. Thì ở bên hông á, các bạn có cái cần gạt nè các bạn. Các bạn gạt để các bạn gắn giấy vào nha. Đó, các bạn gạt để các bạn gắn giấy vào. Thì các bạn bật cái công tắc này để mở nguồn lên nè. Còn đây là giấy in dán bên mình nha các bạn. Giấy in dán bên mình là khổ 76x130 nha các bạn. Đây các bạn in xong các bạn tháo keo ra nè. Rồi các bạn dán lên cái kiện hàng luôn nha. Ok, thì cái sắp này là 500 tờ nha các bạn. Rồi khi mà các bạn mở máy lên á, đèn nó chớp đỏ là chưa có giấy nè các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ đút cái tờ giấy từ dưới đằng sau đút lên nè. Cái mặt nha trơn sẽ nằm ở trên nha, mặt nhám sẽ nằm ở dưới nha. Cái mặt mà các bạn bóc ra các bạn dán lên kiện hàng nó nằm ở trên nha. Rồi bây giờ các bạn đưa từ cái đằng sau các bạn đưa lên là máy nó tự động nó kéo giấy lên nha các bạn. Đó, máy nó tự động kéo giấy lên, các bạn không cần phải gạt như vậy. Các bạn gạt như thế này chỉ khi nào mà giấy nó bị kẹt hay như thế nào đó thì các bạn có thể mở ra các bạn gắn lại nha. Thì ở đây nó có cái thanh để các bạn đẩy vào đẩy ra, các bạn cân chỉnh lại cái khổ giấy nha. Cái khổ giấy các bạn bao nhiêu thì các bạn để vào nè. Các bạn để vào các bạn cân lại cho nó vừa với khổ giấy của các bạn nè. Đó. Đó, như mình đây nè, các bạn đóng nắp lại các bạn đẩy vào nè. Giấy nó tự động nó kéo lên nè. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn in trên cái phần mềm giao hàng nhanh nha. Thì mà sau khi mà các bạn đã tạo đơn rồi á các bạn vào đơn hàng nè. Ở đây mình có một cái bột đơn nè, mình mới tạo demo để mình test cho các bạn xem nha. Rồi các bạn bấm vào cái in vận đơn nè. In khổ A5 ha. Rồi in phiếu gửi nè. Rồi bây giờ các bạn vào trong cái chỗ xe nè các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trên cái điện thoại iPhone một xíu nữa, mình sẽ hướng dẫn trên cái điện thoại Android nha. Rồi mình tìm cái phần mềm Glass Label nha các bạn. Các bạn lưu ý là các bạn cài giùm mình cái phần mềm Glass Label vào nha. Các bạn vào App Store hoặc CH Play á, các bạn tìm cái từ khóa là Glass Label nha. Tìm cái từ khóa là Glass Label nè các bạn cài vào nha. Thì ở đây mình cài rồi á, mình không cài lại nữa nha. Rồi mình bấm share nè. Rồi mình tìm cái phần mềm Glass Label để mình mở lên. Mình phải dùng cái phần mềm Glass Label để mình in trung gian nha các bạn. Trên điện thoại không có in trực tiếp được nha. Rồi các bạn chờ xíu nó chuyển qua nè. Nó chuyển qua đây mình in thôi các bạn. Cũng đơn giản lắm nha. Thì ở đây các bạn cũng có thể bấm các bạn in cũng được. Hoặc là các bạn bấm rớp nè để các bạn cắt cái tờ đơn của các bạn lại cho nó cân đối lại nha. Đó, cho nó bự lên cũng được các bạn. Đó. Các bạn cắt cho nó cân đối lại nè. Rồi các bạn bây giờ các bạn bấm in nè. Các bạn kết nối máy in nè. Rồi các bạn bấm in. Rồi các bạn chờ xíu nha. Máy in Bluetooth thì nó in ra hơi chậm xíu nha. Đây các bạn. Đây nha, thì cái chữ của các bạn á, in ra nó cũng không có được nét lắm nha. Thì các bạn vẫn thấy chữ, các bạn vẫn đọc được. Nhưng mà quan trọng á, là cái mã barcode nè. Cái barcode hoặc là QR code nè. Cái bên đơn vị vận chuyển á, họ chỉ quan tâm đến cái barcode hoặc QR code để họ quét cái mã thôi. Họ không có đọc chữ nha các bạn. Bây giờ mình sẽ dùng cái phần mềm, mình quét thử cho các bạn xem nha. Đây nha. Đó các bạn thấy không? Cái mã vận đơn nè. Đó, trên cái barcode nha, mình che cái QR code lại, mình quét cái barcode nè. Rất là nhạy luôn nha các bạn. Đó, rất là nhạy luôn. Bây giờ mình sẽ thử quét trên cái mã QR nha. Đó. Đó các bạn nha.
thì nó quét cái mã QR cũng ra rất là nét nha. Thì cái máy này ngoài in trên giao hàng nhanh ra còn có thể in trên Shopee, Lazada, TikTok. Giao hàng tiết kiệm thì các bạn in bằng máy tính, không in bằng điện thoại được nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn in cái app giao hàng nhanh trên cái điện thoại Android nha các bạn. Thì các bạn cũng tạo đơn rồi, xong rồi các bạn vào in đơn hàng nè. Rồi các bạn chọn in khổ A5 nha. Rồi bạn bấm in phiếu nè. Ở đây nè các bạn chọn là lưu dưới file PDF nha. Rồi bây giờ các bạn lưu cái file đó lại nè. Các bạn đặt tên để các bạn dễ nhớ nha. Rồi lưu. Rồi bây giờ các bạn mở cái phần mềm Last Level lên, ở trên cái điện thoại Android các bạn cũng cài cái phần mềm Last Level lên nha. Các bạn open PDF nè. Rồi các bạn bấm import PDF. Các bạn chọn file nè. Cái chỗ mà lưu cái file PDF hồi nãy mình vừa lưu các bạn, cái tên là GIK nè. Các bạn bấm vào, các bạn mở lên ha. Rồi sau đó các bạn vào group nè để bạn cắt cái file PDF. Cắt cái hình lại cho nó gọn, lại cho nó bự lên nha. Rồi các bạn dấu bấm rồi cái chỗ dấu tít nè. Rồi các bạn thấy nó bự lên không? Rồi các bạn bấm in nè. Nó yêu cầu các bạn mở bật cái định vị lên nha. Bạn bật cái định vị lên. Rồi các bạn kết nối máy in nè. Rồi các bạn bấm Ring Now nè. Các bạn chờ xíu nha. Đây các bạn nha, cái đơn mình vừa in ra nè, chữ rất là rõ nét và đẹp luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ dùng một cái phần mềm để mình quét thử cái barcode cho các bạn xem nha. Đó, rất là nhạy luôn các bạn. Nè cái mã nè các bạn. Đó, các bạn thấy cái mã không? Đó, bây giờ mình quét thử cái mã QR này nha. Đây các bạn ha. TM9 nè. Rồi, ok nha. Ok các bạn. Nếu các bạn muốn mua máy in này thì các bạn xuống dưới phần mô tả, các bạn click vào cái đường link của Shopee hoặc Lazada. Mình có để đường link ở bên dưới. Các bạn click vào để mua hàng, được giao hàng tận nhà luôn nha. Ok, mình cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu các bạn thấy hay thì để là một like, một subscribe ủng hộ mình nha.